pasta mới, phong độ siêu bền bỉ, tiếp xúc siêu thử thách. Bạn Đức Phúc lên để mà thử nghiệm cái phần diêm để mình đánh ra. Căng mời như... em. Ôi, em đùa chứ em cũng sợ. Em đây em hai tay hai que. Ok, hai tay. Đây em sẽ rơi như này. Bạn cầm này. Thì bản thân mình thật sự cũng rất là áp lực, bởi vì bạn đó nếu mà mình đánh vào thì nhớ đâu tay bạn bị chấn thương thì có cầm micro cầm đi hát được nữa hay không. Em ơi, cái tay của người ta là cái tay cầm micro đi hát đem. Cái má ơi. Và ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn rất là lớn. Thế nên là mình thật sự rất là áp lực. Tuy nhiên là cái phần là khi bạn ấy đung đưa đánh cái diêm lại á, thì đấy cái rất là khó. Ôi. Ôi. Nhưng mà với vài lần mình kiểm soát được cái quỹ đạo của cái đường đi cánh tay thì là mình đã căn được và đốt cháy được hai cái phần diêm trên tay của bạn Đức Phúc. Anh là với cái tinh thần rất là thoải mái và làm cho mình cảm thấy an tâm và lan tỏa cho mình một cái năng lượng. Đến khi mà mình phần thi mình cảm giác như là ở đây mọi thứ xung quanh nó không là gì cả, và bên cạnh mọi người vẫn luôn bên cạnh mình. Vòng 2 là mình nhắm mắt đánh điểm. Thì thứ nhất là trước tiên thì mình sẽ mở mắt ra và định hình được cái vị trí. Thì đầu tiên là mình sẽ cần phải định hình cái vị trí đầu tiên. Nên là lý do tại sao mà cái vòng 1 là mình bị trượt. Thì đến lần vòng thứ 2 là mình căn nó từ theo giải phẫu cơ thể, từ vị trí chiều cao. Thế nên là mình đánh lần đầu tiên là sẽ mở khóa được cái lần thứ 2 và mình đã dần dần thực hiện được nó. Tuy chỉ lần cuối cùng, thật sự là cái áp lực tinh thần của mình nó không còn đảm bảo nữa. Và không dám vung cái đòn tấn công ra một cách chắc chắn, bởi vì là nhỡ đâu mà mình vung vào tay bạn thì xảy ra chấn thương. Cái áp lực của mình nó không phải là từ cái khía cạnh là từ khán giả, từ ban giám khảo mang lại, mà cái áp lực của mình mang lại đó là cái sự an toàn đối với người hỗ trợ của mình. Với bản thân mình trước đây thì đã có kinh nghiệm là 7 năm tập luyện. Tuy nhiên thì với kinh nghiệm trước đó thì hầu như chỉ có đứng tập luyện cùng anh em biểu diễn trên sân khấu nhỏ. Và đây là lần đầu tiên mình tham gia một cuộc thi mang tầm vóc lớn. Và đặc biệt là cái phần khi mà mình tham gia thì chắc có lẽ là chỉ có ban tổ chức nghĩ ra những cái thử thách nó khó khăn như vậy. Những cái thử thách không tưởng, thậm chí là ngay bản thân mình nghĩ rằng là mình không thể vượt qua được nó. Nhưng với bản lĩnh và cái tinh thần và những cái kinh nghiệm vận dụng trước đây, mình đã cố gắng hoàn thiện nó từng ly từng tí một để làm sao mà tránh những cái sai sót nhỏ nhất. Đón xem siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần, chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.